Kết bàn số 1 bên phía Thái Lan là Gustafsson. Cầu thủ gốc Thụy Điển đã có được 3 bàn thắng. Cầu thủ Việt Nam đang chủ động dâng cao đường truyền của Tiến Linh. Dứt điểm, Văn Tung không vào. Cơ hội đầu tiên. Tiến Linh đã chuyền bóng chính xác cho Văn Tùng. Văn Tùng xoay người và dứt điểm nhanh bằng chân trái. Tiền đạo trẻ của câu lạc bộ Hà Nội đã có một bàn thắng tại SEA Games lần này. Tình huống lúng túng của Thái Lan. Một pha chuyền hỏng và Tiến Linh đã rất nhanh chuyền bóng cho Văn Tùng. Cầu thủ Thái Lan vừa rồi đã mắc lỗi là trung vệ Chonapat. Goracic thực hiện quả treo bóng. Bóng tương đối khó chịu. Một tình huống xử lý an toàn của Văn Tùng. Chúng ta cùng xem lại pha phối hợp đá phạt của cầu thủ U23 Thái Lan. Rất nguy hiểm. Nhịp điệu là điều mà cầu Việt Nam cần có kể cả khi phòng ngự và tấn công. Rất chính xác. Văn Tùng vẫn có thể kết nối với nhau. Đường truyền của Phan Tuấn Tài. Đấy đâu? Pha dứt điểm của Thế Linh. Thế Linh đã rất cố gắng phát huy khả năng chơi đầu của mình. Cũng với pha đánh đầu, Thế Linh đã ghi bàn thắng duy nhất ở hiệp phụ trận bán kết gặp Malaysia. Cao Win là người nhiều tuổi nhất của U23 Thái Lan tại SEA Games lần này. Thủ môn Cao Win năm nay 32 tuổi. Nguy hiểm. Tình huống xử lý an toàn của Thanh Bình. Nguy hiểm. Vẫn là khu Việt Nam. Pha xử lý của Công Đến. Đã có một pha bóng sóng gió trước cầu môn của Cao Win. Benavis rất khéo léo. Benavis đã vượt qua 3 cầu thủ áo đỏ. Rất may là ở tình huống sau đó thì các trung vệ của U23 Việt Nam đã có được một pha đá bóng tốt. Khả năng càn lướt của Ben Davis, những pha xử lý kỹ thuật của cầu thủ này đã được thể hiện trong các trận đấu trước đó. Chúng ta được xem lại pha đi bóng cực kỳ lợi hại của Ben Davis. Đưa thép thực hiện quả đá phạt góc. Rất nguy hiểm. Đó có lẽ là tình huống chạm đầu của số 7 Ekanis. Không phải, như vậy là trung vệ mang áo số 4 của đội bạn Jonathan Kempe là người đã dứt điểm ở trong bóng vừa rồi. Văn Tùng luôn hoạt động như một vệ tinh xung quanh Tiến Linh. Văn Đô. Văn Đô khoảng trống. Văn Đô không biến vị. Chuyền đâu? Rất tiếc. Ben David. Pha chuyền vào khá nguy hiểm. Không vào. Rất may. Một tình huống mà số 10 của đội bạn Uracic đã có cơ hội. Cơ hội rất tốt cho cầu môn Văn Toàn. Pha bật lên tranh chấp của cầu thủ vào xe thành người Uravic. Và sau đó Uracic đã có cơ hội. Cần phải xử lý bóng an toàn hơn. Goracic cú dứt điểm từ xa rất nguy hiểm. Bóng đã đi chạy khung thành trong gang tấc. Goracic là một trong số những sự tăng cường của UEFA Thái Lan khi bước vào SEA Games 34 này. Và số 10 của UEFA Thái Lan đã cho thấy sự nguy hiểm của mình với tình huống dứt điểm vừa rồi. Và xử lý quyết đoán. Pha đá phạt của Đỗ Dũng. Việt vị. Trợ lý trọng tài số 2 mà Sút Hassan người UE đã căng cờ. Hoàng Đức rất bình tĩnh. Đường truyền hợp lý. Nhâm Mạnh Dũng. Không được. Vẫn còn. Cơ hội dành cho U23 Việt Nam. Rất cố gắng.
Và chuyền bóng trước đó của Lewandowski là hơi sâu và đưa đồng đội vào thế khó. Quyền công đến đã rất nỗ lực để có thể theo kịp trái bóng. Thêm cơ hội dành cho U23 Việt Nam. Tiến Linh, Nhâm Mạnh Dũng xin bóng, dứt điểm quá nhẹ. Chơi happy pass. Ben David. Cầu thủ Việt Nam rất cố gắng bịt những tình huống ở trung lộ. Hết sức nguy hiểm. Rất may là không vào. Đến trận đấu này thì hàng phòng ngự Việt Nam đã gặp phải thử thách thực sự. Với nền tảng kỹ thuật tốt, thể hình tốt và lối chơi biến hóa của cầu thủ Thái Lan, không vai Việt vị. Nakin đã bấm quả bóng vào trong rất đúng tầm. Có hai cầu thủ bên trong. Nakin. Chaya Pipat. Arifan. Rất nguy hiểm. Đỗ Hùng Dũng. Phát đi. Nhâm Mạnh Dũng. Tiến lên ở bên trong. Vẩy vào. Cầu thủ đội bạn đã kịp phá bóng. Pha xử lý rất nhanh vẩy má ngoài chân trái của Nhâm Mạnh Dũng. Chúng ta xem lại pha xử lý hay của Nhâm Mạnh Dũng. Ben David. Hết sức nguy hiểm. Văn Toàn đã bắt bóng. Cú đá cất chân. Đỗ Hùng Dũng. Hoàng Đức có khá nhiều khoảng trống. Hợp lý. Đỗ Hùng Dũng. Tiến Linh có bóng. Vẫn là Tiến Linh. Dứt điểm. Đỗ Hùng Dũng. Sau 19 năm thì sân Mỹ Đình lại được chứng kiến trận chung kết của môn bóng đá nam tại SEA Games. Và lại là cúi đầu giữa Việt Nam và Thái Lan. Rất trống trải. Phan Tuấn Tài. Đường chuyền vào. Đánh nhau. Và dứt điểm ngoạn mục. Không thể tưởng tượng được. Bóng đi đúng vào góc chết. Và thủ môn đội bạn Cao In, thủ môn dày dặn kinh nghiệm của tuyển Thái Lan, đánh bó tay. Và dứt điểm của ai? Chúng ta đã dẫn với tỷ số 1-0. Đây là phút thứ 84 của trận đấu. Tất cả vỡ hòa niềm vui. Quá tuyệt vời. Đây là khoảnh khắc mà các cổ động viên, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã chờ đợi. Nhâm Mạnh Dũng. Nhâm Mạnh Dũng là người đã thực hiện pha đánh đầu vừa rồi. Một pha đánh đầu phải nói là quá khó. Quá khó để có thể cản phá. Bóng đi hiểm. Và không có cơ hội dành cho Cao Huỳnh. Bàn thắng tới ở thời điểm cuối của trận đấu. Không còn nhiều thời gian. Chúng tôi vừa nói đến những xe đổi người của ông Park Seo. Ông tiếp tục phát huy được khả năng thay người của mình ở giải đấu lần này. Nhưng Mạnh Dũng vào sân thay cho Văn Tùng để tìm cách phá sức hậu vệ đối phương. Thường xuyên chủ động va đập với các hậu vệ. Và vừa rồi chính là Nhâm Mạnh Dũng có pha dứt điểm cực khó mở tỷ số trận đấu. Chúng ta xem lại đường chuyền của Phan Tuấn Tài. Quả lắc đầu quá hiểm. Bàn thắng ít thấy với các cầu thủ Việt Nam, nhưng Nhâm Mạnh Dũng đã thành công. Phan Tuấn Tài cũng đặt dấu ấn của mình trong một trận đấu anh đá chính thay Lê Văn Xuân. Và rót bóng rất chính xác. Các trung vệ Thái Lan chúng tôi cũng đã phân tích cái đấy phút cũng đã bị mệt. Sau những tình huống mà Văn Tùng rồi Nhâm Mạnh Dũng hoạt động rất tích cực để phá sức hợp với đội.